Mặc dù album của Baby Monster vẫn chưa được phát hành, thế nhưng mới đây, một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa những người hâm mộ về lần trở lại này của em gái Blackpink đã thu hút sự chú ý trên các diễn đàn âm nhạc. Thời gian qua, Baby Monster đang chuẩn bị phát hành album phòng thu đầu tiên của họ vào mùa thu năm nay. Cuối tháng 9, YG cho biết một loạt MV, video âm nhạc, bao gồm cả MV bài hát chủ đề cho full album đầu tiên của Baby Monster đang được sản xuất. Việc quay MV được thực hiện ở nhiều địa điểm khác nhau. YG Entertainment cũng đã cung cấp thông tin cập nhật về tiến trình của họ rằng quá trình thu âm cho album đầy đủ đầu tiên của Baby Monster đã hoàn tất và những khâu hoàn thiện cuối cùng đang được thực hiện. Vũ đạo cho một số bài hát sẽ xuất hiện trong các video ca nhạc được quay trong những tuần tới cũng đã hoàn thành. Những thông tin trên khiến người hâm mộ rất mong chờ vào sản phẩm âm nhạc mới của Baby Monster, bởi đây sẽ là album đầy đủ được nhóm phát hành chỉ khoảng một năm ra mắt. Ngày 3 tháng 10, trên trang web bán hàng trực tuyến nổi tiếng của Mỹ Target đã xuất hiện danh mục có tựa đề Grips, được giới thiệu là album đầu tiên của Baby Monster. Trang web này ghi chú ngày ra mắt album này là 1 tháng 11 năm 2024 và đây sẽ là phiên bản độc quyền của Target. Ngay lập tức, thông tin này đã thu hút sự chú ý của những người hâm mộ nhóm Baby Monster. Nhiều khán giả cho rằng Target vô tình tiết lộ về tên cũng như ngày phát hành album đầu tiên của Baby Monster. Thậm chí một số người hâm mộ cũng kỳ vọng việc YG sẽ để 7 thành viên Baby Monster quảng bá tại Mỹ thông qua việc bán album qua Target. Những điểm nổi bật thu hút nhiều người hâm mộ là thông tin chi tiết về album trong phần mô tả. Album sẽ có 9 bài hát. Số lượng bài hát nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi. Một số người tỏ ra thất vọng vì 9 bài đối với một full album là con số hơi ít. Ca khúc mở đường Forever đã được phát hành trước nên khả năng cao sẽ chỉ có 8 bài hát mới trong album. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng album 9 bài đối với công ty như YG là điều dễ hiểu. Thậm chí nhóm nhạc đình đám như Blackpink mà hai album đầy đủ, thì album và Pongwin cũng chỉ có 8 bài. Baby Monster là tân binh chưa đầy 1 tuổi, nên việc phát hành một album 9 bài cũng là thành quả đáng ghi nhận, trong khi hầu hết các nhóm tân binh đều phát hành mini album ở giai đoạn đầu hoạt động. Hiện tại, Baby Monster đang dần nâng độ nhận diện. 7 cô gái với tài năng nổi bật được training kỹ càng ở lò luyện YG xứng đáng được ra mắt. Có thể nói Baby Monster đang là một trong những nhóm nhạc tân binh hiếm hoi ở thời điểm hiện tại mà bất kỳ màn hát live nào cũng nhận về những phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng trong nước và quốc tế. Ai nấy đều phải tấm tắc dành lời khen cho tài năng cũng như thực lực của 7 tân binh nhạc YG. Gần đây tại buổi concert của 2NE1, sự xuất hiện của Baby Monster với tư cách khách mời trình diễn đã thu hút sự chú ý với người hâm mộ và cánh truyền thông. Màn gặp gỡ giữa nhóm nhạc nữ đời đầu và nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 3 nhà YG Entertainment được khán giả cổ vũ. Góp mặt trong concert 2NE1 chặng Hàn Quốc, Baby Monster chẳng những chiêu đãi người hâm mộ loạt hit của mình mà em gái Blackpink còn khiến sân khấu bùng nổ với màn mashup dance cover các bản nhạc đình đám của tiền bối cùng nhà. Trong buổi concert, rất nhiều khoảnh khắc tương tác thú vị giữa các thần tượng đã được ghi lại, trong đó có những khoảnh khắc của Jennie Blackpink được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Khoảnh khắc Jennie lấy điện thoại ra quay khi đàn em Baby Monster giới thiệu về nhóm khiến nhiều người thích thú. Nữ thành viên Blackpink còn nói với người bên cạnh một cách đầy hãnh diện rằng hậu bối của tôi đó.